Nếu bạn trả lời hết câu hỏi trong video này thì bạn chính là một fan siêu cứng của Hero Team. Ta-da! Hôm nay mình đã mời các thành viên của Hero Team để trả lời các câu hỏi, để xem các thành viên của Hero Team có thể trả lời được không. Và nếu họ trả lời sai, họ sẽ bị xuống lava. Liệu bạn có phải là fan cứng của Hero Team không hả? Có chắc chưa? Có chắc là fan Hero Team không? Nếu các bạn trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi hôm nay mình đưa ra thì bạn chính là fan cứng của Hero Team. Còn không á, thì bạn sẽ bị rơi xuống lava. Ok. Trời ơi, biết là vậy nhưng em cũng muốn thách thức tất cả các bạn fan và thách thức tất cả thành viên Hero Team, coi gọi là những bạn fan hay những bạn gọi là Hero Team trong team mình có trả lời được những câu hỏi này không. Đó, trời đất ơi, để coi các thành viên có thể trả lời những câu hỏi này không nha. Đó, và các bạn cũng đừng quên trả lời những câu hỏi mình đặt ra nha, để coi các bạn có thể fan cứng của Hero Team không nha. Mọi người đã sẵn sàng chưa nè? Sẵn sàng. Rồi, bây giờ tôi sẽ tự test cái cần gạt nha, để coi Phong cần ha. Ok, yo. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu trả lời câu hỏi. Bạn có phải là fan cứng của Hero Team không nha? Rồi, ok. Mọi người hãy hướng mắt lên màn hình. Bây giờ tôi sẽ hỏi câu hỏi đầu tiên. Tan. Đâu mới là môi của Siro? Và ok, từ mình sẽ cho các bạn 5 giây để trả lời câu hỏi nha. 5 4 3 2 1. Ok, không biết các bạn đó là ai. Ok rồi, ai trả lời trước nè? Ai riêng trước nè? Để cay. Rồi tao lao rồi, Kai là người bấm chuông chứ. Ok, rồi mời Kai. Kai câu môi trả lời của Siro chính là môi của một là đây. Bây giờ Kai đoán môi của từng người cho xem coi, là môi số 1 là của Dịch, số 2 là của Sim, số 3 là của Phong, số 4 là của Siro, số 5 là của Kai, số 6 là của Meme, số 7 là của Kabui và số 8 là của Sammy. Wow. Ok, và câu trả lời cuối cùng chính là Môi số 4. Đúng rồi, môi số 4 thì là môi của lấy gì ta, là Siro nha mọi người. Nếu bạn nào trả lời đúng thì chúc mừng các bạn được 1 điểm nha mọi người. Đấy, các bạn đừng quên bình luận phía dưới các bạn được bao nhiêu điểm trong video này nha. Xin lỗi Sammy và Phong Cận. No, xin lỗi ai rồi. Trời đất ơi, chúc mừng Kai nha, chúc mừng Kai nha. Nói chung là trò này ai nhanh là thắng đó mọi người. Câu hỏi hơi bị dễ luôn. Rồi, câu hỏi số 2 này đó, chuẩn bị nhanh mắt nè, tôi sẽ dán lên màn hình liền nè. Đây, ai là người lớn tuổi nhất, mất cái vật hay ca mui? Từ để hỏi fan đã. Các bạn có 5 giây để trả lời nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ông mình thấy giọng của gì đây, của Phong Cận mọi người. Trời đất ơi, nhanh dễ sợ mọi người nhá. Tôi xin đoán người lớn tuổi hơn chính là Mr. Vậy. Ok, tại sao? Tại vì Dịch. Bởi vì Camui hay kêu Dịch bằng anh. Đó. Sai. Rồi ai trả lời tiếp này. Rồi ai trả lời nè. Rồi bây giờ Kai đúng không? Ok, Kai. Giờ Kai sẽ phân tích một cách rõ ràng luôn nè. Mr. Dịch và Camui á là bằng tuổi nhau, là cùng sinh năm 1995. Nhưng mà bằng lộn, người lớn tuổi hơn vẫn là Mr. Dịch, bởi vì Dịch sinh ngày 18 tháng 3, còn Camui là sinh ngày Camui sinh ngày nhiêu ta? Ủa quên rồi. Gì sinh ngày nhiêu? Tháng 9 đó. Không, đúng rồi. Tiếng tôm ca trả lời đúng. Dù hai người này gọi là đúng mà. Nhưng mà sai kia. Ông nói chung á là đây tôi trả lời cho. Nói chung là câu không gì đâu, xem cái múa rồi vô cái múa. Ca trả lời đúng, tại vì sao? Đúng là hai người này đều gọi là bằng tuổi nhau, nhưng vật sinh gọi là vật sinh tháng 3, còn ca mua sinh tháng 9. Đến tạm biệt hai người. Trời ơi, cái thông minh quá, cái thông minh quá. Ôi lộn. Mà sao anh tay chung vậy? Xin lỗi. Ok, nếu bạn nào trả lời Mr. Vật thì xin chúc mừng, bạn là người chiến thắng nha. Thank you. Rồi, câu hỏi số 3 thì mọi người đó, chuẩn bị dán mắt lên cái màn hình nè. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Ai là người giàu hơn,
Ok, từ từ chúng ta sẽ có 5 giây nha mọi người. Ok, đây là bức hình. 5 4 3 2 1 Tuyết vào. Rồi, tôi thấy sạp, tôi thấy sạp. Ok, rồi xin mời chị gái của tôi trả lời. Xin lỗi. Ủa vậy, sao cái gì vậy? Trời đất ơi là trời, sao? Mình chơi là mình chơi trả lời câu hỏi, mình không chơi đánh nhau nha mấy quý vị. Rồi, xin mời. Xin mời sao trả lời câu hỏi số 3 của em. Đấy. Cái câu hỏi này nó quá rõ ràng rồi Sim à. Em thấy không? Theo như hình ảnh thì ông Dịch là đeo vòng vàng rồi đúng không? Mấy cái người mà thể hiện đồ ra là nó vậy đó. Đó còn người thấy gì đó, cái hình ông Phong Cận kìa, mặc áo xanh tặng muôn hoa nhìn đáng yêu dễ thương vậy ông. Nhưng thật ra Phong Cận là đại gia ngầm em hiểu không? Hình nào càng là càng gọi là người giàu có chứ không? Đó là ông Phong Cận là người giàu hơn ông Dịch đó. Wow, chắc chưa, chắc chưa? Chị chắc chưa? Chắc chưa? Chơi Dịch ngang tiền đó. Chị chắc chưa? Chị chắc chưa? Chị chắc chưa? Ok, rồi. Và câu trả lời cuối cùng chính là Phong Cận Viên Long. Ok. Rồi, nếu Dịch là chủ tịch, một tháng Dịch kiếm được 100 tỷ lần. Lao quá. Ok các bạn ơi, thì nếu bạn đã trả lời đúng thì chúc mừng các bạn được thêm một điểm nữa nha. Và tạm biệt Phong Cận và cái đâu. Không. Không chơi nhảy nha, không chơi nhảy nha. Ai là người suýt bỏ YouTube? Oh my god, chúng ta còn 5 giây nha mọi người. 5 4 3 2 1 bom bom. Lại Sammy nữa. Sammy trước. Rồi, ok. Xin mời Sammy Đào trả lời. Cái câu hỏi này thực sự là ai mới là fan chân chính của Hero Team biết được cái chuyện này thôi bạn ơi. Câu trả lời của Sammy Đào đó chính là người mà suýt bỏ YouTube, đó chính là Mèo Sibi. Trời đất ơi. Ủa tại sao, giải thích liền, đó là cái khoảng thời gian mà Sibi cảm giác rất là buồn vì không làm được video cho fan xem. Sibi cảm giác kiểu rất là buồn luôn. Ok, thì nói chung là người suýt bỏ YouTube đó chính là mình, vì có khoảng thời gian mình ở bệnh viện và mình rất là lo, mình không biết mình có thể làm video cho những bạn fan xem không. Thì ok, thì nếu ai trả lời câu hỏi đúng thì chúc mừng bạn được một điểm nha. Tạm biệt hai con người im lặng. Yo. No. Trời ơi. Trời đất ơi. Ok, vậy tôi đừng quên ghép điểm ở chứ ở góc bên phải giúp tôi. Ủa gì vậy? Phong Cận từ đó. Trời ơi, bạn về chỗ của bạn đi Phong ơi, bạn đừng có báo mình nữa. Ok, ok, ok. Tiếp theo nha mọi người. Rồi, bây giờ câu hỏi số 5 rồi nè. Rồi, tôi sẽ để câu hỏi lên màn hình. Ai là người nói lời yêu trước? Sammy Đào hay Phong Cận? Ok, chúng thế này chắc chắn chúng, là Sammy. Chúng ta có 5 giây nha mọi người. 5 4 3 2 1 xin mời. Ai trước, ai trước? Karan ạ. Ok, rồi. Xin mời Karan. Ôi, thật ra là cây nhảy vậy thôi Sim, chứ cây không có... Ủa vậy trả lời. Câu này phải để cho Phong Cận trả lời. Cây chấp nhận để Phong Cận trả lời luôn. Mời đó, Phong Cận trả lời. Mời Phong Cận lại trả lời cho. Chắc chắn là Sammy rồi. Trời ơi, tôi đẹp trai vậy mà làm sao mà Sammy không có tin. Rồi, ai trước nhà nó chờ, nó dối là bị trời đánh. Nó trước cái ông tên tí nữa, Thiên Lô đánh ông. Vì tội nó dối không vậy? Ông có tin không? Hả? Rõ ràng cái người mà ngỏ lời đầu tiên tỏ tình tôi tại nhà Phong Cận thì vậy đó. Rồi, bây giờ ai trả lời câu này? Ai trả lời câu này? Chị, đó, ok. Vào ngày 14 tháng 2, Phong Cận... Quên, 17 tháng 2, Phong Cận là người ngỏ lời đó, tỏ tình với chị. Đó là một ngày chị kèm cho vui lắm. Đó, đoạn này Esther phải ghép cái nhạc tình yêu vô. Đó, trời ơi. Ngày một action. Đó là một ngày rất là bình thường. Trong tất cả các ngày rất bình thường, chị với Phong Cận đang ngồi nước tóp tóp. Và vô tình Phong Cận đã tỏ tình với chị. Chị rất bất ngờ. Chị sốc lắm cưng. Chị sốc. Nhưng mà chị đã bình tĩnh trả lời. Chị đồng ý. Trời ơi, lúc đó Phong Cận cười quá là cười. Cười ơi là cười. Mà từ đó hai chị Phong yêu nhau. Nó tình cảm đứng. Ok. Rồi. Bà xin nè, chúc mừng. Nè, bạn biết nha. Ủa, vậy mình thích Sam, còn bạn mày thích Sim. Vậy bạn có mê gái không?
Ok, xin chúc mừng Sammy là người trả lời câu hỏi chính xác và tạm biệt Phong Cận. Bye bye. Trời ơi, đau hả? Rồi, ok, ok. Chị là fan cứng của tôi. Trời ơi, có khi nào là sao biết là gọi là gì ta, fan cứng của Heo Team không mọi người? Trời ơi, cái gì mà kỳ. Không, xem, chị nghi ngờ hai người này không phải thành viên của Heo Team nha. Không có đâu, nãy giờ á. Còn mấy chục câu hỏi nữa các bạn. Nãy giờ Kai biết á, nhưng mà Kai cố tình là để cho mọi người trả lời á, không? Để cho mọi người đừng có bị rơi xuống ba vậy rồi, thôi. Rồi ok, các bạn fan cùng xin tiếp tục nha. Rồi câu hỏi số mấy mình quên rồi. Bây giờ tiếp theo nè. Đây, trước mắt màn hình, chiều cao của chị Sammy Đào là bao nhiêu? A. À, trời ơi ông nội, tôi rồi fan ba. Để fan trả lời ông nội. Số 1, 1m55, số 2, 1m60, số 3, 1m63. 5 4 3 2 1 kim. Ok. Các bạn thấy câu trả lời rồi, ai trả lời nào? Hồi nãy tôi thấy Phong Cận. Tôi. Rồi, mời Phong Cận. Để tôi xem coi. Tôi á, là bạn trai của Sam mà tôi không biết nữa thì thôi luôn đi, khỏi là bạn trai rồi. Đó chính là 1m93. Gì ba? Gì vậy em nói? Đúng, 1m63. Ủa? Tôi bằng Slenderman đâu, ông yêu Slenderman hả? Để ông yêu quá giật cái gì vậy? Rồi, và câu trả lời cuối cùng của Phong Cận đó chính là số 3, 1m63. Và xin chúc mừng Phong Cận đã trả lời đúng. Ping pong. Rồi, tạm biệt. Rồi, xong rồi. Trời, mấy người đang em thấy cảm giác cái trò chơi này có nó giúp cho mình gọi là gắn kết tình yêu thương không? Hay là càng ngày càng muốn đấm nhau? Cái trò là trò gắn kết tình quấn lộn á mọi người. Đấy, ok. Đó đi rồi. Hay chưa? Mà chơi cái trò vậy. Rồi, ok. Và câu hỏi tiếp theo. Rồi, rồi xin mời thí sinh về chỗ. Trời, Phong Cận nhanh quá nha. Bạn ơi, bạn về chỗ ơi. Nãy em thấy bạn nhanh lắm rồi đó. Rồi, về chỗ đi ông nội. Nhoi lắm, mình đứng im không được. Mình đứng im là mình bị kiểu kiến cắn á. Mình đứng im, qua đó. Rồi, ok, câu hỏi tiếp theo. Câu này hay nè. Cặp đôi nào yêu trước? 5 Trời dễ. 4 Trời dễ. 3 2 1 Ok, mọi người trả lời được rồi nào. Cài. Ok. Cài ra. Ok, xin mời Cài. Trời, câu này mà Cài mà không trả lời nữa thì thất vọng với bản thân mình quá. Trời ơi, tất nhiên là cặp đôi Cài Ron và Simmy rồi. Bây giờ mình phải chi tiết luôn không? Đó chính là Cài với Sim á là chính thức yêu nhau vào ngày 6 tháng 10 năm 2018. Ghê. Ghê. Ồ, ghê. Vậy con mình với Sam sao? Là ngày 17 tháng 2. Wow. 2019. Trời ơi, mình nhớ hết. Trời ơi, ghê quá các bạn ơi. Và câu trả lời của Kai chính xác, chính xác. Ok. Tôi sĩ hỏi bây giờ hai người yêu nhau được mấy năm rồi, chia sẻ với bạn fan thử coi. Trời ơi, bây giờ là Kai với Sim là gọi là quen nhau được hơn 4 năm các bạn ơi. Đúng. Và rồi, tới tháng 10 năm 2023 này là chính thức được 5 năm. Trời ơi, nghe nó lâu quá vậy. 5 năm rồi đó. 5 năm rồi đó mọi người. Trời ơi, tôi với Kai ở nhau 5 năm rồi hả? Ủa, sắp 17 tháng 2 nè. Chị cũng sắp kiện nè, 4 năm rồi nè. Oh my god. Rồi, ok. Sam à, chúng ta đã được ở bên nhau 4 năm rồi đấy. À, đi xuống đi quý vị, ơi. Trời ơi, tôi nói cho bạn nghe cái điều này nè. Mặc dù á là có hai cặp đôi là cặp đôi Sim Kai với lại là Phong Sam, nhưng mà cặp đôi riêu nhất vẫn là Phong Kai OTB mãi đợi. Hay quá bạn ơi, OTB. Phong Kai mãi. Ok rồi, chúng ta hãy cùng tới với câu hỏi tiếp theo nha mọi người. Rồi, câu này hắt búa nè. Này này này, nhìn kỹ vô, banh con mắt ra. Banh hai con mắt ra xem nè. Đúng là con mắt đây. Nó chủ đề đúng là con mắt luôn vậy. Đúng rồi. Đâu mới là mắt của chị mèo Sammy? 5 rồi. 4 3 2 1 A chứt. Ôi, thấy Kai đâu nhảy trước. Ok. Kai trả lời đi. Xin mời mình là Kai trả lời đi. Sim có biết không á, là đôi mắt của Sim rất là đẹp nên là Kai á có thể đoán được luôn. Đó chính là câu hỏi là câu hỏi thứ hai. Ủa? Đúng không? Ủa? Đúng rồi. Ren đây một người chị cảm giác rất là bất lực. Gì để tôi trả lời cho bây giờ. Trời ơi, cần 6 đồ đó, 6 đồ đó là mấy người không
đồ nè. Đó, người không cần và người bị cần nè, mẹ coi trả lời ra. Chắc chắn là cái mắt của Sim á, không có cái mắt nào hết trơn á, tại tôi đang giữ nè. Ủa, hai mắt của bà đó. Trời ơi, tàu lô quá à. Rồi để, sao, sao, sao? Trời ơi, hai con người này trả lời tàu lô chứ sợ. Nè, mắt của Simi là mắt cực kỳ to tròn. Chắc chắn đó chính là cái mắt cuối cùng. Trời ơi, mọi người thấy kia kia Simi. Trời ơi, tôi buồn quá mọi người. Và câu trả lời của sao không nhớ vậy cay. Chính xác vậy. Rồi, ok. Cảm mình quá. Và đó này là gì không? Hai con người bị cận đây nè, hai con người bị cận vẫn nhìn ra, biệt. Con người không cận. Đó. Ủa, không cận đâu rồi? Trời ơi, không cận chơi gian nè, đi xuống coi. Trời đất ơi, chơi gian. Trời ơi, chơi gian hả? Trời ơi, đây, tôi tiễn không đi luôn. Đó, rồi. Trời ơi, bài bạn nào trả lời câu đó đúng thì mới là fan mẹ CP nha. Chỗ cái mắt tôi nhìn phát biết liền à mọi người. Đó. Trả lời sai là fan Kairon nha. Rồi, và câu hỏi tiếp theo để cái câu nè. Các bạn có 5 giây thôi. Nên rất là loạn. Ok. Các bạn phải cực không. Câu này mình sẽ cho các bạn 10 giây luôn nha. Bởi vì nó rất là nhanh. Ok. Rồi, bởi vì nó rất là khó. Ok. Đâu là chị Sam với Đào? Trời ơi, mình xem quá. Trời ơi, nhiều quá, nhiều quá. 8 7 6 5 4 3 2 1 biết ai là Sammy Đào thế nào, đừng có bị đọc cái giới nha. Ồ, Sammy đã bấm. Rồi, xin mời Sammy. Tất nhiên Sim ơi, chị mà không tìm ra chị là chị cũng tự nhục luôn. Sim ơi, chị tự đội quần luôn Sim ơi. Đây, Sammy Đào là cái người cuối cùng ở giữa. Đó, Sammy đang giơ cái tay đang gần gần cái má mặt đó đang. Ồ, bây giờ cho số mấy mà gần xem cuối đi, cho số mấy xem cuối đi. Đây, 1 2 3 4, số 4 cuối luôn nha, số 4 cuối cùng luôn á. Và tinh tinh. Chúc mừng Sam, Sam là trả lời đúng câu hỏi đấy. Trời đất ơi là trời ghê nha. Bye bye. Làm việc bút về thân nghèo tự của mình. Tạm biệt. Ba nha. Rớt một người rồi không cần. Ok, chúng ta chỉ còn 4 câu hỏi hoặc là 5 câu hỏi thôi mọi người là xong luôn mọi người đó. Cố lên mọi người. Rồi, hỏi tiếp theo nè, câu này đảm bảo mấy bạn nghe xong mấy bạn hú hét nè. Ok. Sao? Ai mới là người mà Siro yêu quý? Số 1 Sammy Đào, số 2 Mèo Simi và số 3 Ruby. Rồi, câu này dễ quá, tôi đếm 5 thôi nha. Ai chạy lên đầu tiên là người đấy trả lời cho từ từ. Ok, 5 4 3 2 1. Dậy. Ok, Sam dậy đầu tiên. Cái này là dậy. Ok, mà thôi Sam để cho Phong trả lời đi. Nãy trừ chị cũng trả lời nhiều rồi đó. Ok. Thôi, không cần quay đánh giá quay. Phong cần đoán xem người mà si thương thầm yêu quý là ai. Đó. Yêu quý thì yêu quý thôi, đừng nói thương thầm. Yêu quý. Trời ơi là yêu quý. Yêu quý. Chắc chắn là Phong cần rồi. Phong cần OTB, Phong cần Siro mãi đến. Mãi đến. Mãi đến. À, Phong sao á ta, Phong sao á. Rồi. Ai trả lời nốt đi. Cho nhiên đó chính là Gooby cái gì rồi. Từ khoan, trong đáp án lần này á là sự lựa chọn hợp lý nhất là Gooby. Chứ còn sự nếu mà để trả lời câu hỏi chính xác nhất đó chính là Iroh cũng yêu quý đó. Vậy nó mới chuẩn. Đúng rồi. Ok, và câu trả lời của cái đó đã đúng nên xin lỗi sao? Ủa Phong cần cái sao tán chị? Giúp bằng tay, giúp Sim tay cho Sim đỡ mà. Rồi, ok, chúng ta còn 3 câu hỏi cuối cùng nữa nha mọi người. Đây, 3 câu hỏi đắc địa luôn. Đây, ok. Fan meeting của Hero Team tổ chức tại đâu? Số 1, Hà Nội. Số 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 5, 4. Không nhảy chứ. Không nhảy chứ. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, fan meeting được tổ chức tại đâu nhỉ? Nè, tôi xí cho chị hỏi chứ chị sẽ muốn nói với lời Phong cần thôi Phong à. Ông mà nói mặt trăng là ông có tin là tí tôi nói là Hero Team được tổ chức tại Bình Dương không tin không? Nói vậy chịu không? Chơi không được. Ok, đoan nè. Đó, fan meeting. Đó, trời ơi là cái nơi mà tụi mình lúc rất là yêu thích luôn. Tại biết sao không? Tại luôn gặp được các bạn fan. Đó, fan meeting là tổ chức 2 lần luôn á. Đó, cho bạn nào không biết và đã biết và đã từng biết. Đó, 2 lần. Đó. Wow. Fan meeting được tổ chức ở Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Sao mình đã chính xác mọi người.
tạm biệt. Bye bye. Bye. Đâu? Tự nhiên nói tới cái câu này á là giờ Kai muốn nói một lời này tới tất cả các bạn fan đó, chứ là những bạn fan nào ở Hà Nội, các bạn hãy yên tâm, một ngày đó tụi mình sẽ có fan meeting ở Hà Nội. Rồi, ok. Còn nếu mà không có thôi. Rồi. Càng tốt. Ok các bạn, và còn hai câu cuối rồi thôi, và chúng ta để coi ai là người cao điểm nhất nha mọi người. Ok. Câu hỏi xém cưới. Điểm yếu của chị mèo Simmy là gì? Số 1, não cá vàng. Số 2, lười tắm. Số 3, dễ tức giận. Các bạn có 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Ai vậy chứ? Cái là cái. Cái này cái bóc phốt này, phải bóc phốt. Ok, đó, để cái đòn bóc phốt mọi người. Rồi mời cho em làm gì? Rồi, ok. Cái này, cái câu hỏi này là bây giờ mình phải bóc phốt Simmy các bạn ơi. Simmy rất là não các bạn luôn á. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Simmy rất là dễ quên luôn nè. Đó, trời, những cái thứ gì mà mình nói với Sim á là Sim không nhớ gì trơn rồi đó. Trời, tôi... Bà khoan đã, từ. Sim lười tắm luôn. Cái gì mà lười tắm, tao lao à. Ok. Không, cái này tôi làm chứng nha. Những lúc ngồi tới là Sim nghe mùi hành lá. Cái gì? Tôi nói thật nha, cái chồng định bốc phốt tàu lao luôn á. Trời đất ơi. Nói chung là có một cái mình công nhận mình rất là não cá vào. Mình rất là hay quên đó mọi người. Mình quên liên hoàn đó mọi người. Đó lúc mà Kai đang hỏi một câu gì đó, xong đúng 3 giây sau mình hỏi lại. Ủa, lấy gì vậy Kai? Sợ quá à. Rất là nhanh luôn mọi người. Cẩn thận nha. Kai cẩn thận nha. Lúc đi ăn với Sim mà Sim quay ra. Ủa Kai là ủa bạn lai like cái là mình sợ nha. Ê, Kai cũng sợ là sau này á là nhiều khi Sim quên Kai luôn. Sim Kai sợ lắm á. Sao vậy là chỉ có. Rồi, câu hỏi cuối cùng là câu hỏi đắc đạo thế này đó. Ai mà quên đạo quá. Ai mà quên là không phải. Có trả lời không? Có khó trả lời không? Hay là nó phải dùng cái trí não mình ghê không? Thì biết là chịu canh nè. Nói chung là ai cũng biết. Nhưng mấy mà không thuộc một cái là không phải Hero Team luôn. Đó, ok. Rồi, Hero Team được thành lập vào ngày bao nhiêu? Số 1. Trời ơi, quá dễ. Trời ơi. Ngày 1 tháng 1, 2019. Câu số 2, ngày 16 tháng 1, 2019. Ngày số 3, 15 tháng 1, 2019. Các bạn có 5 giây để trả lời câu này. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, rồi và bây giờ tôi câu này tôi không cần chỉ định ai. Tôi sẽ nói 3 người trả lời cùng một lúc và hét cái ngày đấy lên. Ok, được không? Ok, rồi, ok. Để coi có phải là bây giờ mình cũng ok, để coi 3 người có thuộc không nha. 3, 2, 1, nói. Ngày 16 tháng 1, 2019. Trời. Ủa Kai sao kim lặng vậy? Không, Kai là sao? Trả lời à? Kai là người trả lời đầu tiên và nhanh nhất luôn á. Kai là trả lời câu đấy luôn á. Ok, thì nói chung á, tổng thẻ là 3 người được trả lời đúng. Đó chính là 6 tháng 1, 2019 là ngày thành lập. Đây, và các bạn biết sao không? Tụi mình đã đi với nhau 4 năm rồi. Thời gian mà mình với Sam ở bên nhau luôn á. Ok, thì nói chung là mình cảm ơn tất cả mọi người đã vẫn theo dõi Hero Team và cùng đồng hành với Hero Team. Tụi mình đã ở bên nhau 4 năm rồi mọi người. Và tụi mình yêu các bạn, mình yêu các bạn. Yeah, và tụi mình hy vọng tụi mình có thể đi với nhau, có thể gọi là hơn 5 năm, 6 năm, thậm chí là 10 năm. Nếu mà thực sự Hero Team đã tới 10 năm, tụi mình sẽ tổ chức một cái gì đó rất là lớn. Bởi vì nó là 10 năm mà mọi người, đúng không? Ok, tất cả các bạn fan, trong tất cả câu hỏi đấy, bạn nào đã trả lời đúng hết không? Hay là bạn trả lời sai một số câu thì các bạn đừng quên bình luận số địa phương dưới bạn đạt được nha. Ok, còn bây giờ bye bye mọi người và chúc mọi người một ngày tốt đẹp. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tạm biệt.